Hello, chị dạ anh em, hôm nay mình sẽ đánh nào. Hạng 5v5 trên bàn. Ok, đánh nè. Chơi mở canh ra nha. Hết trận này lên bạc thôi. Sao chưa vô? Chưa vô nữa. Yeah.
Xịn đồ sư kê. Không được nghĩ chuyện như vậy là có thường xuyên nha. Phải biết sự phục vụ tốt đó là nhờ yeah. Có thì còn đi. Thì cho đang bị quá mà muốn ngồi chỗ đó đó. Xịn đồ sư kê. Thế gian này không phải lúc nào cũng ngọt ngào như vậy đâu nha. Chúng tôi tới chỗ nào đẹp và vui vậy em không?